Chào anh chị, buổi tối nha. Thì em có bận việc chút xíu á, thì thay vì lúc 20 giờ cứ mỗi ngày em sẽ lên trực tiếp trên live Tân Trang Tân Nguyễn TV chị nha. Nhưng mà do em phải có việc, em phải đi công chuyện nên em sẽ công chiếu vào ngày hôm nay là ngày 29 tháng 11 2020, là lúc 18 giờ chiều, là 6 giờ chiều chị nha. Thì em sẽ lên công chiếu, em sẽ xả một số gốm sứ và bán vài món hàng độc lạ trên đây cho anh chị nha. Đây là những cái hàng sưu tầm của em á, em cũng định nó live stream em bán cho nó vui, nhưng mà do phận làm việc rồi nên em sẽ bán vô một chiếu nha, bán vài kìa món nha, còn một số món em phải sẽ hàng chị vào dịp mới dịp khác. Còn bây giờ trước hết em sẽ xả một số gốm sứ của em này, còn rất là nhiều luôn chị nha, rất là nhiều. Em sẽ lên mã số ký tự từ 1, từ 01 đến có thể là 02 mấy tới 30 chị nha. Khi mà em xả thì anh chị em mua, chịu khó mua cho em ít nhất là đơn phải trên 200 ngàn hãy đi hàng thôi, còn mà sau này khi mà em giải hàng đi có 100 mấy à, kỳ lắm chị nha. Em sẽ bắt đầu với cái từ từ 01, em sẽ bắt đầu căng solo số lên lộn xộn, đa phần thì sẽ lộn xộn, mà có một số là combo dĩa ly có nha, cái nước mắm và số dĩa vuông trong đó kìa. Mọi sẽ bắt đầu em căng với nó nha, bắt đầu. Đầu tiên á, xem bán dụng dụng trước là chén nước mắm chị nha. Đây là chén nước mắm, cái này chén lam nè, chén lam này khá là đẹp nè, cũng khá là xưa. Đây là cái chén nước mắm màu trắng anh chị, anh chị khó mua cho mình mấy like đi, con này con gì trời làm gì. Chén nước mắm đi chung chén mắm nha anh chị, hôm nay càng bị làm biến nè, mà càng đổ. Đây là dĩa nè anh chị, bán cái này cho anh chị là nguyên chồng luôn nha. Anh chị em sẽ bán mua nhiều chút cho em nha, anh chị em gói cực lắm nha, 50 ngàn cho anh chị nha. Mã đầu tiên số 01 em đang bán xả chị nha, em đang xả đồng nghĩa cái giá sẽ rẻ, anh chị có thể mua rất là dễ dàng. Nhưng mà anh chị em nhớ là cho mình thông tin địa chỉ đủ để cho mình nào mới nha. Đây là 50 ngàn số 01 chị nha, tổng cộng là bằng cái chén được. Ê mẹ ơi, 2 4 6 7 bây giờ 12 4 5 6 cái anh chị. 50 ngàn chứ không là coi kia nha. Em đang xả cho bớt đồ cho em chị nha. Thì Tết em cũng phải dọn kho nữa, em phải dọn dẹp cho em cho hàng mới cho anh chị nha. Tiếp theo cái này cái gì em biết chứ. Có khăn đó khó, không đủ khăn. Nó xả nó nhiều lắm. Tí xíu cuối video quá em sẽ bán về cho con hàng đà. Cầm cái anh để trên chị chơi nha. Chứ hết em bán xả. Tết cho anh chị có thể mua này về sử dụng như mình biết anh chị. Có cái gì vui phải gì em bán chơi với chị nè. Tiếp theo chị nha, 50 ngàn tiếp theo chị nha, 50 ngàn nha. Em đang bán xả thì nó sẽ rẻ nên anh chị em á, có mua thì gắn chịu khó mua cỡ đơn 200 ngàn em gửi hàng nha, 200 ngàn đến 300 ngàn chỉ lên em gửi hàng chị nha, 50 ngàn tiếp theo nha, một cái combo luôn chị. Nói chung là lộn xộn thôi, anh chị em làm bánh làm gì đó là đừng muối tiêu muối chấm chị nha. Đây là một món tới 10 ngàn chị nha, không tới 10 ngàn đâu. Đây là số 2, này cũng đẹp lắm nha, hoa vàng cũng đẹp. Hai lần xong chứ. Này cái nắp này. Chút vào một số em xả chỉ tin anh chị nha. Chút em sẽ xả một số chỉ tin nè. Không đủ đồ nữa nha. Không đủ đồ để nghe rất là. Cái này bộ này 100 ngàn chị nha, 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn chị nha, một cái tô thố gì nè, và dĩa xanh rất đẹp. Ba cái nha. Một cái ly nhỏ xíu xíu và mấy cái chén nha anh chị. Nói chung là có hoa văn hết nha, rất đẹp. Rất đẹp chị nha. Cái này nó bị mòn một tí xíu nha. Gần như là bị mẻ nhẹ anh chị. Nhưng mà đây nó cũ quá vậy.
ít nó có mẻ nhẹ chị ơi, nhưng mà lòng cho nó rất đẹp anh chị nha. Mà cho nó có mẻ nhẹ chị nha, rất là nhiều luôn chị, mà nó to nữa. Đây là 100.000 cái con ba nha. Cái gì rất đẹp anh chị, cái này là rất đẹp này nha, cái này dĩa ép ly tấm luôn kìa, nó đẹp cũng đẹp luôn. Đây là bộ dĩa đẹp là 150 chị nha, 150 nha, 150 luôn, 150 nha anh chị, 150 bộ dĩa này hoa văn rất đẹp. Cho chị cái thước đường kính của này khoảng tầm 13 đến 4 phân, 13 đến 4 phân chị nha, số 04, 150 nha, 150. Tiếp theo chị nha, 100.000 tiếp theo chưa bao gồm cái ship chị nha. Anh chị em có thể chị ship cho mình. Anh chị em nếu mà mua số lượng lên tới 300-400.000 á thì anh chị em có thể đặt cọc cho em nha, đặt cọc sẽ cọc đây có chuyện anh chị. Đây là cái dĩa gì dựng, nói chung là trái cây cũng được. Được ba cái dĩa hình rất đẹp nha, 100.000 đi nha. Đây là em đang bán xả nha. Em đang bán xả cho anh chị nha, đây là 05 100.000 chị nha. 100.000 tiếp theo. Đây là những cái chén đắp nung đây nè. Đắp nung ra chừng nè, cũng có giá một chút. 50.000 chị nha, cái này 50.000, nó rất là đẹp. 50, anh bán xả nha, anh bán xả trên live chị nha. Anh em có thể gọi qua số trực tiếp trên live cho em, sẽ có người trực máy rồi thể bắn với anh chị nha. 50.000 nha, đường kính khoảng 10 phân thôi anh chị. Nha. 100.000 đi nha, cái này rất là đẹp luôn, 100.000 rất đẹp ra, toàn là hoa chăn là lam nha, mà đường kính thì tầm 10 phân đó, 11 đến 10 phân đó lại nha anh chị nha, cũng nhỏ nhỏ dạng chén nha, dĩa ly và dĩa để đựng muối tiêu nha, chén muối tiêu thì kia 07 100.000 chị nha. Đây là những dòng gọi cho em trực tiếp có số trên live chị nha, hình ảnh mình được xe không mà, cái này bộ sẽ tặng cái gì vậy? Đẹp anh chị, mỗi cái một chiếc xe này anh chị, xe dữ dữ rồi mà, xe xưa mà. Một trăm ngàn tiếp theo chị nha, 100.000 tiếp theo, khoảng 8 miếng chị nha, khoảng 8 miếng, 100.000 tiếp theo chị nha, số 08. Ra bên hắn đục cổ anh chị, đây là ba chén ta loại đắp nút nè, 2 ly nè, có chuyện đàng hoàng chị nha. Cái này thì 100.000 chị nha, cái này hơi tốt một chút thì kỳ cà vô gì ba, 100.000 chị nha, 100.000. Đây là dùng đắp nung chị nha, có chuyện chị nha, đây là sắn ốc nè, có chuyện cái chữ nè, 100.000 tiếp theo số 09 chị nha, 100.000 tiếp theo cho em chọn đó. Em bán cặp đi nha chị, bao nổi anh chị, bao nổi luôn chị, bao nổi nha. Cặp đi này em bán là 150 nha, cặp đi em bán 150 nha, rất to mà đẹp nha, dòng này dòng có chuyện dòng ao quá anh chị, 150 một cặp đi chị nha, 150 cặp đi rất đẹp anh chị nha, hơi dơ nha,
bụi thôi, chắc là đợi chị nha, 150 cặp đi. Số 010 nha. Đây là 4 ly đỏ gác đỏ. 4 ly đỏ này bán cho em là 150 luôn chị nha. 4 ly đỏ là 150 luôn, 2 cam, 2 đỏ chị nha, 150 luôn chị nha. 150 luôn. Một trăm người nha, số 011, đường kính với con to dễ, con ly này rất là to. Đường kính nó là 11 phân anh chị, sau lòng khoảng 5 phân. Đây là 010, 150 kìa. 150. Đây dòng tô sát nè, tô dòng đá có chuyện gì nha, con này không chuyện, con này khá to anh chị chị. Nói chung là cái này mảnh nè, con hoa cặp này rất đẹp nha. Cái bộ này bán là 150 anh chị nha, 150 anh chị nha. Em đang bán xả anh chị nha, bán xả thì em sẽ không có tính giá trị gì, em căng lên em bán thôi. 150 chị nha, số 012. Là tô đó anh chị. Đây là tô là thố nha, có chuyện rất đẹp nè, nhưng cũng có tuổi rồi. Tô sắn ốc này rất đẹp anh chị. 150 tiếp theo nha, ba cái là 150 luôn chị. 150 nha. Đường kính hai cái này nhỏ hơn cái này dưới nha anh chị. 013, 150. Dòng này gì rất đẹp anh chị, dễ viết tay luôn nha. Mà con này cũng có chuyện này, con này hàng của thằng Quân Thì Thân Chi. Bán này 150 anh chị nha, bán đường kính thêm sẽ đó. Đường kính con này là một con tô này rất đẹp nè. 21 24 nha, hai cái em 4 con cái, 1 con cái 1 kìa. Con rất đẹp nè, 150 ta cái gì rất đẹp nè. Đây là 014 chị nha, 014 chị nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thật còn gì á, không qua nó lấy gì vậy? Không qua nó lấy con thùng nó chị. Anh lấy cái thùng này trước là không được nè, ai sẵn chị sợ, anh đẩy cái thùng trắng cho chị. Không, bây giờ em đẩy cái vuông cho chị trước đi. Chị bán chồng đi nữa xong rồi. Đây là một chồng dĩa lắm nha anh chị, màu trắng nha, ai thích màu trắng thì gọi cho em sẽ coi cho em sẽ đòi mình kính cho anh chị nha. Giống nhau mà là khác nhau không biết sao, có con sao lòng con càng bụi nha anh chị nha. Đường kính của con dĩa này là khoảng tầm 22 phân chị nha. Một bộ này, một chồng này là gồm 2, 4, 6, 7 cái 300 ngàn chị nha, 7 cái 300 ngàn. Mới bán sao mới giờ bán 250 luôn chị, bao nặng luôn, 250 số 015 nha, 250 nha, 7 cái gì thì 250 nha, anh sẽ không bao ship gì nha, anh sẽ mua 250 nha, 7 cái gì nhật cho chị nha, không có chuyện nhưng mà vẫn là bao nhật cho chị nha, bao nhật luôn, cái gì nặng cái gì, trời trời, đây là dòng dĩa vui này nha, anh đẩy tới trắng thôi. Xong lại thùng xanh đó. Đây là nè, 2, 4, 6 miếng. 6 miếng này là 150 gì nha, 150 6 miếng vuông này của Nhật chuẩn không có chạm nè. 150 6 miếng nha, em sẽ đo đường kính. Đâu rồi, tôi thích cái này. Đường kính là 19 nha. 19 với 80 nha anh chị. 19 x 80. Đây là 016 nha.
Lên đi học cảnh gì à? Đi đi gì chạy mẹ mới nứt thôi chạy. Ly bị nứt rồi. À, đem đẩy qua đây đẩy qua chị nè. Một trăm rưỡi luôn chị nha, 150 luôn. Em bán còn ly 150 nha chị. Rất là nhiều ly luôn, 150 chị nha. 017 150 chị nha. 150 luôn. Tiếp theo cầm đĩa hình này, xeo tết chị ơi. Em xeo tết chị nha, 2, 4, 6, 100 ngàn chị nha. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 100 ngàn chị nha. 100 ngàn. Một món chưa khoảng 10 ngàn đó lên anh chị có lại rồi. 14 nha, 14 người chị nha. 100 ngàn, không 14 nha, rất là nặng anh chị. 100 ngàn. Không chén được. Bây giờ cầm thức nè. Cái gì trời. Phát thì có phát anh chị. 3 triệu. Hai là 3 triệu, nếu 3 triệu gì. Dơ quá thì rửa bớt đi. Sao bụi vậy? Mày bán này kia là bụi quá. Mình chọn tờ ra đây đi. Hai cái dĩa này khổng lồ nha. Không chịu anh chị nha. Mà bao nhiêu cho anh chị. Rất là bự luôn chị. Đường kính là 25,5 nha. Như 26 phần chị. Cặp này bán chị là 150 nha nha. 150. 150 xong 19. Rất là to luôn chị nha. 150 xong 19 chị nha. 150 xong 19. Em sale bữa nay nha chị ơi. À, nói chung là từ đó tới mấy em rảnh làm sale buổi công chưa buổi công chiếu lúc 16 giờ em sale còn lúc 20 giờ còn trực tiếp bình thường nếu mà em rảnh nha chị. Đây là 5 cái. Nha chị. Này là chén này có cái gì chuyện nè chị. Rất là rớt đẹp cái gì. 14,5 nha, 14,5 nha chị. Này 15, này 14,5 nha. Cái này thì 100 ngàn chị nha, 100 ngàn. 100 ngàn có chịu luôn nha, 100 ngàn chị nha. Không hay không, 100 ngàn. Ba chén này là rồi một con bị mẻ hay sinh luôn. Một con bị mẻ nhẹ đây nè chị ơi, chút xíu xíu nè. Em bán cho chị là 50 ngàn chị nha. Có con bị mẻ nhẹ đây nha. Em bán xe anh chị luôn mà giờ bỏ đây cũng muộn mà tại vì nó mẹ rất là nhẹ. 50 ngàn chị nha, ba cái thú xanh này của chị rất đẹp. 021 50 ngàn chị nha, 50 ngàn. Chung là con này cũng đẹp, cái con này gốc cây nè. À, dĩa này cũng đẹp lắm. Có chuyện anh chị, đẹp nha. À. 150 chị nha, em lấy thêm vài món nữa cho anh chị. Nhìn cái dĩa này. Đây cái dĩa này là 150 nha. Thì em kiếm vài món cho mấy chị. Đây. Này là cái nắp. Đây là 150 chị nha, một chồng nó luôn 150 chị nha. 150 luôn. 2 4 6 8 cái nhưng mà coi ra dưới là dĩa đẹp đẹp không ạ. 150 nha, xong hôm nay. Em xem một số anh chị. Có một số hàng rước nè. Em sẽ xin nhiều số hàng rước anh chị. Bốn cái tô anh chị, bốn cái tô này là rất đẹp nha, nó dòng tô hay chén không biết nhưng mà cũng rất đẹp. Cái này có chuyện vàng mà bay mờ ra thời gian luôn anh chị.
150 tới kem nha, Tết anh chị có thể dùng ai mua nữa chị cũng có thể sử dụng được hết. 150 đi nha, 4 tô chị nha, 150 4 tô em đang xem chị nha. 4 cái tô này thì nó mất cái nhỏ lỡ chị nha, đường kính con to nhất này thì nó chỉ có 17 phân. Thì những con tiếp theo nó thì cũng 18 16 chị nha, thì nó hàng mười mấy, nhưng mà sau lòng mấy con này tương đối chỉ có 5 tới 6 phân chị nha. Nó là 0,23, 150 4 tô chị nha, 150 4 tô luôn. Tôi chẹt thôi nha. Này không biết ra cái gì luôn nè. Ba trắng một đen nè. Không chuyện anh, nhưng bao nhiêu trên chị rất là mình mà tươi mát lắm đi. Kỳ lạ nha, hình thuộc kỳ lạ. 13, 12 rưỡi, sâu lòng bên đây là 9, bên đây là 10 chị nha. Đó, đây là 150 luôn chị nha, 150 luôn xã luôn chị. 150, 0,24 nha. Chắc tới 50 quá rồi nè. Chỗ này tới 50 luôn à. Đi ra, cái chén này chẳng đang ăn nè. Thôi kỳ lạ cái gì đấy. Đây này là dép ti. Cái gì nè. Nguyên một chồng này là 200 ngàn nha. Bây giờ cái này cũng được đây. Rồi cả giống nhà được. Đây là dạng gớm đồng tiền có giá trị lắm chị nha, 200 ngàn nha, với một số chén tô nè anh chị, 200 ngàn nha, nguyên chồng là 200 ngàn chị nha. Đây là 0,25, 200 ngàn chị mua gì vậy, cảm ơn chị chị nha. Bây giờ mà cơ hội xe thì cho đây với Tết. Đây là hai cái gì học sòi chị nha, nó hơi dơ hơn nha, nhưng mà còn rất đẹp, da banh luôn. 24, 24, 26 nha, 24, 26, 19, 19. Đây là cặp dép sòi nha, 100 ngàn chị nha, cặp dép giờ là 026, 100 ngàn chị nha. Em sẽ bán tới số 50, 60, 100 luôn để cho anh chị mua lựa chọn cho nó dễ chút. 026, 100 ngàn chị nha, em đang xả chị nha. Dẹp này có hình nữa là anh chị. Một trăm ngàn tiếp theo anh chị nha, 100 ngàn tiếp theo luôn, như một cái núi luôn chị nha, một cái núi luôn. 100 ngàn khoảng 2, 2, 4, 6, 8, 100 ngàn chung là một cái khoảng 10 ngàn, 10 ngàn là như thế. Chờ luôn để đi, chờ đi, không bể đâu, rồi nhiệt không bể đâu. Dễ tay đàng hoàng chị nha, dễ tay luôn, có chịu luôn chị. Cặp này thì 100 ngàn chị nha, hai cái này 100 ngàn, tại vì hai này đẹp lắm, men tiêu nha. Đây là cặp men tiêu và đây là cặp men được dễ tay chị nha, có chuyện luôn. 100 ngàn tiếp theo số 028 chị nha, 028, 100 ngàn. Như là 4 cái dĩa này rất đẹp nè. Một cái nắp nè. Dĩa thì hợp cho cắm nắp ly. Nguyên cái chồng này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 150 chị nha, 150, 12 miếng. Đây là 4 miếng nhau, mà đường kính khoảng mười mấy phân nha. Con này khoảng 13 phân, con này khoảng 15 phân anh chị. 150 nha, cái hộp hình rất đẹp nè. 150 cái tên chị nha, xài Tết của anh chị. Sao còn giống cái nắp gì vậy bà ơi, này cái nắp chứ nữa còn giống gì nữa, lấy cái khác thấy vô để như luôn. Rồi 150 chị nha, cái này rất đẹp nè. 150 nha, 0,29, 150 anh chị. Anh chị mua thì nhớ là bữa nay em mua, anh chị mua nhớ là nó gớm chị nha, thôi là lấy cho anh chị đùng này. Nè.
cặp này giống nhau nè, hai con cánh cục của hàng Lam Son, không biết nước nào, nước Âu chắc chắn luôn, đường kính 19 phân. Ở con này đẹp quá thầy, ở ngoài để bán hàng đấu giá chút xíu đây, chút đến cái đầu đó anh chị nha. Bốn cái giống nhau nha, đường kính 19 phân chứ anh chị nha, giá tay anh chị, nhà này gần 20 luôn, giá tay anh chị, giá tay rất đẹp nè, nhà ban đẹp quá anh chị ơi. Ui ra con này đẹp gì, có đẹp gì, 2, 4, 6, 7, 200.000 trồng diễn anh chị nha, trồng diễn này 200.000 rất là đẹp anh chị, 200.000 trồng diễn là bao đẹp anh chị nha, 030, gói 200.000 là xỉn luôn chị ơi. Đây một bộ lưu diễn rất đẹp hai nè. Ui tới rồi, tới rồi, tới Noel nè chị ơi, tới Noel nè, tới Noel nè. Ê này của Pháp Mỹ nè, này của Nhật của Mỹ nè, của Mỹ luôn anh chị, này của Nhật của Mỹ, này của Pháp, Âu gì đó, nói chung là nhà Âu anh chị. 150 trồng diễn có Âu anh chị nha, đường kính mấy con này thì tương đối giống nhau. Con này anh thấy bự nhất á là 18, con này thì 17 nha, 150 nha anh chị. Con này như trời, những trồng gì vậy, đồ cái em bán còn biết cái gì nữa. 150 một trồng dĩa gồm 2, 4, 6, 8 cái nha anh chị nha, 150 nha, 51 8 cái. Nãy gì nó có chân đế anh chị, rồi con số mẻ vô con bên này, này bị mẻ cái số mẻ anh chị, à làm gì mẻ chơi này, này kế gì á mẻ chơi rồi, hồi dẹp con đi mẻ chơi rồi, con đi dẹp mấy đầu mày quăng bên này, nè mẹ đánh ra đi cho chị vàng hết, anh sale có tết nha chị nha, ngày nào cũng sale, xe sắp đấu giá này, cậu đẹp cái gì, 3, 4, 5 bao giờ thì sao cái này ở trong lô cái em ra đó, 2, 4, 2, 4, 6, 8 150 cho anh chị luôn nha, 8 cái đường kính mấy con này tương đối giống nhau là 20 phân, 8 cái dĩa anh chị nha, 150 8 cái dĩa chưa tới 20.000 một cái, anh đeo cho anh chị nhịch luôn anh chị. Đây là 032, sẽ lấy hai tay đi, đây là 032 nha, nè ngay cho hàng được trả lời luôn, đi với đâu đã cho hàng yên dễ cảnh nét đẹp này. Cái Âu nè, Âu là điện Âu nha. Hai bốn sáu bảy giờ nhà hai trời trời vậy này cái dơ anh chị ơi, chắc ở giữa chị ào giữa rồi này là 5 cái 150 gì nha, 5 cái 150 gì nha, rất đẹp anh chị nha, có hoa văn con giữa tay nó còn két luôn, hình con két anh chị nha, hình cái hoa nó kìa rất đẹp, 150 anh chị nha, 150 033 anh chị nha, 033 150 rồi, là gì nữa đây, chén nha, hai cái chén, ui tô giấy hoa đó anh chị, tô đá nha, hình tô đá nha, tô là xưa thiệt là xưa, có bài hát xưa thiệt là xưa anh chị. Em bán đây nó ok. 2, 4, 6. 200.000 chị nha, 200.000 cho anh chị nha. 200.000 cho anh chị. Hai cái chén mấy cái tô lỡ lỡ nó 034 200.000 mà. Chị hót 200.000 mà em hót 150 thì sao được. 200.000 anh chị nha, cái này là 200.000 chị nha. 200.000 chị nha. 034 không cần đến mé đâu. Chị bán rồi chị biết. Em nói thiệt với anh chị á, em bị đúng rồi, không có mẹ làm bậy từ khi nó bị ít chơi hết à. Cái chồng nào qua ba cho chị đi đây nè, bây giờ có nè, chồng này rất đẹp chị nha, chồng này đẹp nè, có một chữ nhà luôn, 170 nha, 170 170 nha, đây là 035 170 bao nặng luôn chị,
Đẩy luôn luôn chơi luôn, chưa em gọi là nhiều lắm. Dĩ vuông hình hình quan cốc, cái hình có chèn đóng chị nha, hình hình sẵn nè, em có mấy cái này cả ba cái sáu cái chị nha, sáu cái dĩ vuông này em đem lên kính 19 19 chị nha, 200.000 sáu cái này chị nha, 200.000 sáu lên 19 trăm, 200.000 sáu cái nha, 200.000 sáu cái chị. Tiếp theo nha chị nha, cái xe số mấy nè, mấy nè, 0037 nha. Đây là ba dĩa đất nung chị nha, ba cái dĩa đất nung có đế nha chị, có đế nha, em sẽ là đường kính, đường kính là 20 24,5 chị nha, ba cái, ba cái này là dòng đất nung, giống xứ đất nung mà giống xứ vàng nha, 100.000 nha, ba cái 100.000 giống xứ vàng nha. Em bán thêm vài món nữa là em sẽ có hàng vip nè anh chị, em sẽ bán một số hàng vip bên đây nè, hàng về đây nha, em sẽ tâm nữa là anh chị. Gì rồi, đây là 100.000 nha, đâu rồi, đưa đây 037 100.000 chị nha, ba cái dĩa đất nung một sợi chị nha, ba dĩa đất nung một sợi, đây là ba dĩa đất nung 100.000 chị nha, 100.000 nha. Nhầm đất nung đen, nhiều rồi, sao nhiều cái gì, tất cả đều đen chị nha, chén có, đường miếng mắm có, đường muối tiêu có, chung là nước chấm đất nung đen. Nguyên cái set này là 300.000 chị nha, nguyên cái set là 300.000, rất là nhiều luôn chị, rất là nhiều món nha, 300.000 nha, và cái set là 300, một cái set là 300.000, 038 300.000 chị nha. Đây là 038 một cái set luôn, em đã dặn cách ly rồi, để luôn á, dĩa có chén có anh chị nha, dĩa có chén có. Bây giờ bộ đi đi làm gì trời, chưa rửa nha, hai giờ nha, mà cái này rửa ra đẹp lắm chị, đây là ly ly này, ly có chân nên chị nha, 100.000 năm cái ly chị nha, chỉ có 20.000 một cái cho 100.000 năm cái ly, 100.000 039 năm cái ly, chị cao thì là cao lên chị, đẹp lắm nha, 100.000 039 gói mặt chữ luôn. Gì? Không, nhưng mà nó không bể, chưa từng bể ra. Mà nó không bể, mà cái bự vô nó bể đen, ngộ cho đó. Nhỏ nó bể bự, ý gì về nặng nó bể. Nè ly uống cá chị nha. Ừ, có tay được, chị có tay coi. Có tay, chung có tay đi. Ba cái hả? Ba cái ly này là 50.000 chị nha, 50.000 ba cái ly này rất là dày dặn chị nha, cái đeo đường kính. Đường kính cái ly này nó sẽ là 6 phân. Cao nó là 11,5 nha, 6 cao 11,5. Nó sẽ là 040 chị nha, 50.000 ba cái ly. Ba cái ly này cứ để tính chị. Chắc kỹ quá. Ở đây đem cái gì rửa gì đó. Đi đâu đây, cái chân cái gì chơi. Chân đó cái gì. Nguyên dáng nè. Em nguyên bộ nè, em kiếm sao được nguyên bộ rồi hả. Nó mới cưng đó. Rồi 100.000 chị nha, 246 100.000 6 ly rất đẹp, 100.000 tiếp theo nha, 6 ly rất đẹp, 100.000 6 ly đẹp. Cá linh này cũng đẹp nha chị,
Rồi nói nè, nói gì cái này giống nãy đi trong đó gì chơi sao tiếu vậy. Ừ, thì giống nhau đúng không? Này muốn sao? Cho cái mẫu nào nó khác đi. Đây là 100.000 tám ly chị nha, 100.000 tám ly, 100.000 tám ly, xong 41, không ngoài à? Không ngoài à? Không 42 chị nha, 100.000 tám ly xong 42. Ly hơn 10.000 của phía trên mình rất là đẹp nha, cái ly rất là đẹp cũng chị. Ta nhật trên chị cũng nha. Ly dùng Âu á, Italy, Italy dùng đây nữa chị. Ừ. Nó đang hay là nhà dọc như thế này thôi. Nó không? Nè, ba uống bia rồi chứ uống uống sâm bánh gì. Đi chân thì nha, tới đi chân thì ăn đi chân. Gót cực hơn. Trời ơi, mình ăn bể. Hay quá, đi này công nhận chắc ghê chị. Rồi, một đống đi chân luôn. Nó vô bộ đâu, nó không để lâu rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tình như vậy. Nhiều vậy. Bao nhiêu ký nè. Rồi. Ai đó hết chồng đi rất nông, đi chân này về chân luôn chị ơi. Hết chưa? 300.000 bột nè anh chị nha. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 6, 8, 10, 12 cái 300.000 chị nha. 12 cái 300.000 thì có chân, có đủ mẫu chân nha. 300.000 12 cái 043. Hết chưa? Hồi bên này bên này. Đây là 043 300.000 chị nha, 12 cái liền. Anh để sao thấy số á, để em tìm dễ ha. Đây. Còn một số nữa em lên luôn nha chị. Không mà em sẽ hẹn anh chị vào ngày mai đi. À, khi nào mà em có thời gian xả em sẽ ra lên công chiếu lúc 16 giờ 10 lúc 6 giờ chiều nghe là 18 giờ nghe, còn em lại trực tiếp lúc 20 giờ chị nha. Em xin gặp lại chị lúc mà nếu mà mai em về kịp á thì em sẽ cho thêm cái ly thứ 13 nè anh chị, không chỗ để luôn anh chị, một cái vàng này không đủ chỗ để nha. Em sẽ gặp lại chị và thường thường á thì em sẽ ra lúc 20 giờ thì những cái hàng đó thì em sẽ rơi vào hàng sưu tầm. Còn nếu mà em quay lúc cây bây giờ con chỉ lúc 16 giờ là hàng đó là chủ yếu em bán xả chị nha, em bán xả những số hàng mà để trong kho các em với một số em bán trong các kiện cho anh chị nha, thì nó thêm cũng có thời gian soạn. Em sẽ gặp anh chị mỗi ngày nha, bye.